nhu cầu công nha các bạn. Cây này hoành chỗ này là 55 nè, hoành sát gốc là 55, còn như chỗ này 50 nè, chiều cao nó là 50. Cây này cây tự nhiên nha, nhưng mà nó có mấy chân cành nè, bự bự. Cây này mấy cây hồi xưa nha, khúc trên nu, mấy khúc dưới là nó chỉ nu ấy thôi, nu nó nổi lên thôi. Những cái cây già hồi xưa nè, nu nổi lên cô nữa bạn. Già cây dữ lắm. Cái này chừa mấy cái cành là trừ hao nè. Vậy muốn cắt sao cắt? Nếu cắt là giót ngọn, cắt cái cục này bỏ nè. Cắt cây nhánh này xuống khúc, cắt này là nó thành cây nguyên khối liền. Hoành 55 nha, chỗ này 55 nè. Nhưng chỗ này 50 nè. Cây này bự lắm. So sánh với đôi dép luôn nè. Ghê chưa? Giờ nó già cây lắm các bạn. Gỗ công bây giờ cỡ vậy là bao nhiêu đời đầu á. Rồi mấy cây già hồi xưa mua của nhà dân nha. Rồi nó già. Này nu mặt khỉ nha. Cây này thì đế thì được rồi đó. Giờ mới chặt cây đó. Cái bầu cũng to lắm nha, gỡ cũng nặng lắm mà, tay cây bự, ngày phải gỡ ra làm lại, gỡ làm bầu lại cho nhẹ nhàng chút.